Phương pháp treo chân mày plasma nồi soi BLED có 4 ưu điểm chính sau đây. Thứ nhất là công nghệ plasma là công nghệ hiện đại và Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân là đơn vị đầu tiên áp dụng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thứ hai là tính chất của plasma có nhiều ưu việt. Khi vết thương của chúng ta cắt ra thì nếu chứa thêm plasma thì vết thương rất là nhanh khô, và khi chúng ta bắt đầu khép vết thương thì chứa thêm plasma lúc đó vết thương cái liền sẹo rất là nhanh và giúp cho quá trình sẹo chúng ta đẹp hơn, đỡ sưng nề và hồi phục vết thương nhanh hơn. Thứ ba là phương pháp này có thể giải quyết được vấn đề da trùng một cách triệt để. Các vết chân chim ở góc mắt ngoài là gần như phẳng luôn, tạo cái sự trẻ hóa của mắt rất là tốt. Và thứ tư là một số trường hợp mí trên của khách hàng là có cái túi mở rất là to hay còn gọi là mắt bục, thì thông thường chúng ta phải đi theo đường mí mới lấy cái túi mở này. Tuy nhiên với phương pháp nội soi này chúng ta có thể đi bằng cái đường của treo chân mày, chúng ta có thể giải quyết triệt để cái túi mở này và giúp mắt chúng ta thanh thoát hơn, đẹp hơn. Đó là 4 ưu điểm chính của phương pháp treo chân mày plasma nội soi BLED. Chị thấy cái phần vết chân chim là quá hài lòng luôn. Dạ. Quá đẹp. Làm cho mắt chị có vẻ nó trẻ ra hơn nhiều. Mọi người gặp là chị thì cũng không có hầu như là không có nhận ra chị. Dạ, đây mọi người có thể thấy là phần soi tháng sang này. Đó, khác nhau một trời một vực, chỉ sau một tuần là cắt chỉ xong. Hay là cái đường này cũng ẩn trong cái nếp dưới của chân mày này. Nếp dưới của chân mày cho nên thấy tra được cái vết mổ của mình. Đó. Và phần dưới này nhăn thì giờ cũng đỡ rất nhiều này.